chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập và thực hành 10 sách giáo khoa tin học 12 trang 87. Bài tập và thực hành 10. Thì trong bài tập thực hành số 10 này cho chúng ta làm một cơ sở dữ liệu. Thì cơ sở dữ liệu này là cơ sở dữ liệu trong một kỳ thi kiểm tra chất lượng môn toán của một sở giáo dục dành cho các lớp 12 trong tỉnh. Thì cơ sở dữ liệu của chúng ta gồm có 3 bảng, đó là bảng thí sinh, bảng thứ hai là bảng khách và bảng thứ ba là bảng điểm thi. Để đề bài yêu cầu các bạn là hãy tìm khóa cho mỗi bảng, hãy tìm các khóa cho mỗi bảng và giải thích lý do mà các bạn lựa chọn khóa đó. Đấy. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm lần lượt từng bảng. Đầu tiên là bảng thí sinh nè. Thì bảng thí sinh có khóa là cũng có trường số báo danh nè, số báo danh. Thì khóa của bảng thí sinh có một trường duy nhất nha các bạn, là số báo danh. Lý do tại sao mà hôm nay chọn trường số báo danh này làm khóa? Tại vì trong một kỳ thi kiểm tra chất lượng đó, thì sở giáo dục sẽ cấp cho mỗi một thí sinh như là một số báo danh. Và số báo danh của thí sinh này không trùng với bất kỳ thí sinh nào khác. Tức là không tồn tại hai thí sinh có cùng số báo danh nha các bạn. Do đó mà số báo danh đó, số báo danh thì có thể phân biệt được thí sinh. Tức là chúng ta dựa vào số báo danh thì chúng ta biết đây là thí sinh nào. Đó là lý do mà chúng ta chọn cái trường số báo danh này để làm khóa. Bảng thứ hai là bảng đánh phách. Thì chúng ta cũng chọn khóa của bảng đánh phách này là số báo danh. Thì các bạn lưu ý là bảng đánh phách này mỗi một bảng ghi như vậy là lưu trữ thông tin của một bài thi các bạn, của một bài thi. Nó khác với bảng thí sinh. Bảng thí sinh thì một bảng ghi đó thì lưu trữ thông tin của một thí sinh. Còn bảng đánh phách thì một bảng ghi thì lưu trữ thông tin của một bài thi. Thì lý do tại sao mà chúng ta chọn trường số báo danh này làm khóa? Tại vì trong kỳ thi này thì một thí sinh đó, thì chỉ có thi có một môn là môn toán thôi. Thì đó một thí sinh thì có một bài thôi, một thí sinh chỉ có một bài thi thôi. Đấy, một thí sinh thì chỉ có một bài thi. Do đó thì không có hai bảng ghi nào sẽ có cùng số báo danh. Không có hai bảng ghi nào có cùng số báo danh. Do đó mà chúng ta có thể dựa vào cái số báo danh này mà chúng ta có thể phân biệt được giữa các bài thi với nhau. Đó là lý do mà chúng ta chọn khóa này ha. Trong bảng đánh phách này thì tôi có một cái khóa nữa. Khóa này khóa 2, tôi gọi là khóa 2 ha. Này thì khóa 2 này đây thì tôi sẽ chọn trường đó là trường phách để làm khóa. Thì trường phách này cũng làm khóa được nhé các bạn. Lý do tại sao mà chúng ta có thể chọn trường phách này để làm khóa nè, đó là lý do là một bài thi như vậy đó thì chủ tịch hội đồng chấm thi đó thì người ta sẽ đánh trên mỗi một bài thi đánh một số phách để nhằm cắt phách đó. Để sau khi cắt xong rồi chấm xong rồi người ta gáp được đó, thì người ta đánh trên mỗi bài thi của các bạn là một số phách. Thì số phách này thì sẽ không có đánh trùng nhau. Nếu đánh trùng nhau thì không thể nào biết bài nào gáp cái thông tin của thí sinh nào đó, thì không thể gáp phách được. Do đó thì mỗi một bài thi thì người ta sẽ đánh một cái ký hiệu số phách không giống với một bài thi khác. Hay nói cách khác là không có tồn tại hai bài thi nào mà có cùng một số phách nha các bạn. Thì số phách này lúc này là phách nè. Phách này có thể là phân biệt được các bạn ghi này. Lý do đó mà số phách có thể phân biệt được các bạn ghi. Rồi chúng ta sẽ chọn được hai khóa ha, gọi là khóa này khóa 1 đi. Thì bản đánh phách thì mình có hai khóa, khóa 1 và khóa 2. Tiếp theo thì đối với bảng điểm thi này, điểm thi khóa
Khóa là ta sẽ chọn trường trường phách. Lý do tại sao mà chọn trường phách làm khóa thì cũng tương tự thôi, tại vì bảng điểm thi đây á, các bạn lưu ý là bảng điểm thi nè, để lưu trữ cái gì, đây là lưu trữ kết quả thi. Kết quả thi ở đây thì gồm có những thông tin ví dụ như là phách nè, điểm nè. Thì cũng tương tự chúng ta giải thích là sao, là trong kỳ thi này đó thì mỗi một thí sinh đó là chỉ có một bài thi thôi, một cái thí sinh có một bài thi, mà một thí sinh có một bài thi như vậy thì chỉ có một kết quả thôi, một kết quả thì số phách này không thể nào mà trùng nhau trên các bảng ghi được. Do đó mình dựa trên số phách này mình có thể là phân biệt được kết quả thi, do đó mình chọn là phách để làm khóa. Còn mình không chọn trường điểm để làm khóa được các bạn, tại vì có thể là có nhiều kết quả thi đó, hay là nói cách khác là có nhiều bài thi nó có cùng điểm số đấy, mình không thể làm khóa, sử dụng điểm làm khóa được. Vậy thì cuối cùng thì mình đã xác định xong rồi khóa của ba bảng rồi, bảng thí sinh này có một khóa này, bảng đánh phách này có hai khóa, và bảng điểm thi thì có một khóa. Đây là bài 1 nhé, bài 1. Vậy thì bài 2 là yêu cầu các bạn là chỉ ra mối liên kết giữa ba bảng để có được liên kết, để có được kết quả là thông báo cho thí sinh. Thì chỉ ra liên kết thì các bạn thấy là giữa bảng thí sinh và cái bảng bảng thí sinh và bảng đánh phách bảng thí sinh và đánh bảng đánh phách hai bảng này đó, thì có một cái trường chung, đó là trường trường số báo danh. Đây, trường số báo danh này là trường chung của hai bảng thí sinh và bảng đánh phách. Do đó cái mối liên kết giữa hai bảng thí sinh và bảng đánh phách này là thông qua trường số báo danh nha. Đây, mình chỉ ra như thế. Rồi, tiếp theo nữa đó là bảng đánh phách này. Với lại bảng điểm thi. Thì có trường nào chung thì chúng ta thấy là có trường phách chung này. Cũng tương tự thôi, lý do là bảng trường phách này là trường chung giữa hai bảng là bảng đánh phách và bảng điểm thi, do đó hai bảng đánh phách và bảng điểm thi này được liên kết thông qua trường phách. Thì như thế chúng ta sẽ tổng hợp được thông tin từ ba bảng và chúng ta xuất ra được kết quả để thông báo cho thí sinh. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm bài 3 này. Thì bài 3 này chúng ta sẽ sử dụng là Access nha các bạn, sử dụng là hệ quản trị Microsoft Access, sử dụng Access để làm. Thì sử dụng Access để làm đó, thì trong ba bảng đó, bảng thí sinh, bảng đánh phách, bảng điểm thi nè, chúng ta phải xác định khóa chính. Thì nãy giờ thì tôi đã hướng dẫn các bạn là chọn khóa thôi, chưa có chọn khóa chính. Bây giờ chúng ta sẽ xác định khóa chính trước khi mình sử dụng Access để thực hiện nha. Bảng thí sinh đó, thì có một khóa đây, thì mình chọn trường số báo danh này làm khóa chính luôn, tại nó có một khóa do đó chọn nó làm khóa chính nha. Tương tự thì bảng điểm thi thì chỉ có một khóa thôi, nó là phách, thì mình chọn để làm khóa chính luôn. Nhưng mà bảng đánh phách này nó có hai khóa này, khóa 1 là số báo danh này, khóa 2 là phách này. Thì chúng ta sẽ theo tiêu chí mà để cho khóa chúng ta tối ưu đó, thì các bạn nên chọn khóa nào có ít thuộc tính nhất. Đấy. Thì khóa 1 này có một thuộc tính là số báo danh thôi, khóa 2 có một thuộc tính là phách thôi. Do đó thì hai khóa này các bạn chọn khóa nào làm khóa chính cũng được. Đấy. Các bạn chọn khóa 1 để làm khóa chính cũng được, và các bạn không chọn khóa 1 thì các bạn chọn khóa 2 này là khóa chính ha. Đây. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm câu 3.
Làm câu 3. Ở trong cái video sau. Các bạn nhớ đón theo dõi nhé. Chúc các bạn thành công. Các bạn đừng quên subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé.